Quên gì không ta, quên chưa ăn cơm thôi. Dạ xin kính chào các quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh thầy Dấu Tèo trong buổi live tối hôm nay ngày 10 tháng 10 2024. Dạ bây giờ đang là 21 giờ 12 phút. Dạ lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, an yên. Và quý vị ủng hộ kênh, vui lòng nhớ bấm đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh. Dạ được chị. Quý vị yêu thương, vui lòng cho em xem ngón tay đẹp, bấm nút thích để lại thật nhiều bình luận tích cực, vui vẻ để tăng tính kết nối với kênh cũng như là giữa các thành viên trong đại gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Buổi tối vui vẻ, mát mẻ quý vị nha. Cái này sao không lên ngón tay đẹp. Ngón tay đẹp, ngón tay này xấu á quý vị ơi, ngón tay này không đẹp rồi, cái ngón tay đẹp nói lên à, còn ngón tay đẹp tức cái mình thiệt chứ, ngón tay đẹp, ngón tay đẹp nó lên. Nhớ cho em ngón tay đẹp nha quý vị nha. Dạ cảm ơn cả nhà. Một cái trường hợp đặc biệt thì đầu live em có thấy cái gì gửi cho em là nói tèo ơi sao làm gì con hoa tím ngày xưa nó cũng biết hết trơn vậy. Rồi nó đăng nè, giải pháp nào cho kiếp nạn mang tên tèo em. Hôm qua đăng live bỗng tự dưng tèo nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn vào màn hình một hồi rồi tèo ngẩng mặt lên tuyên bố thôi em xuống live để dọn dẹp nhà cửa. Mặt có vẻ không vui, nói xuống live để dọn dẹp nhà cửa thì cũng hình như cũng không đúng lắm, mà để xử lý công chuyện. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra trong nhà tèo, có cháy nhà chăng? Thì được cho biết là tèo xuống live và dọn dẹp sạch sẽ khoảng 30 cái tin nhắn. Cái cuối cùng chừa lại là của tèo giữ nhà yên ấm ạ. Ồn ào không bán vé được bị trả vé ạ. Nếu không thì liên quan tới cái chuyện mà hôm qua em live hơi ngắn có bốn mấy phút, là lúc đó em phát sinh công chuyện cho nên em phải ngừng cái live ngang, không có tập trung được. Cái thứ nhất là đúng là em bị trả vé nha, đúng là em bị trả vé. Các cô nói là đi sâu để ủng hộ Hồ Văn Cường, để gửi gắm cái sự yêu thương đến Hồ Văn Cường, mà sao thấy tối ngày ồn ào và tấn công về em ghê quá. Giống như là một đám côn đồ đang mất phần ăn rồi lồng lộn lên vậy. Cái đó này tự em nói chứ cô không có nói như vậy. Dạ nha cô ha. Mà làm cái gì mà mất hứng quá. Vé cao chứ đâu phải thấp đâu. Đúng không quý vị? Vé cao chứ đâu phải thấp, cái vé rẻ nhất cũng 1,2 triệu rồi quý vị. Đâu phải rẻ. Thời buổi gạo châu cửi quế như giờ, 1,2 triệu mua một vé như vậy không rẻ. Bỏ ra phải xứng đáng, phải mua được cái niềm vui, mua được những cái sự cảm xúc tích cực lành mạnh thẩm mỹ, đúng không quý vị? Thì người ta mới đi. Đi không chỉ tấm vé mà đường xá xa xôi. Một cái hành trình đi từ nhà đi đến được cái nơi nhà xe, đúng không quý vị? Mình đi xe đò, mình đi xe khách, và từ nhà phải đi ra tới đón xe khách, từ xe khách mình đi được đến nơi cái thành phố của cái nơi diễn ra cái show, rồi từ đó mình phải di chuyển đến cái khách sạn để mình chờ tới giờ show, rồi sao mình di chuyển từ khách sạn qua đến sau để mình đi sau. Đi sau xong rồi sao? Mình từ sau mình di chuyển về khách sạn. Rồi,
mình chờ đến giờ đúng không, để có xe khách mình lại từ khách sạn di chuyển ra đến xe khách, rồi xe khách di chuyển về đến địa phương mình, rồi từ đó lại bắt xe đi về nhà và dọn dẹp công chuyện ở nhà trong thời gian mà mình đi như vậy. Thì cái hành trình đi đó mình phải mang về được những cái giá trị tinh thần xứng đáng như thế nào, chứ mà nhìn vô cái gì đâu như là một lũ dành ăn. Cái này em nói chứ không phải cô nói, đúng không quý vị? Cái gì đâu mà nhìn vô mà làm cái gì mà bố ráp tấn công quá trời quá đất, thấy ghê quá. Bất mãn tuột mốt. Cho nên cô hồi vé. Đó cái thứ nhất khiến cho em bị phân tâm, bị mất cảm xúc. Cái thứ hai xảy ra đồng thời, tại vì em có để cái Zalo trên máy đây nè, em có lướt qua em có thấy. Cái thứ hai là trong nhóm mọi người có đang bức xúc cái chuyện gì đó, giờ em cũng không nhớ lúc đó là cái gì nữa, mọi người có đang bức xúc cái chuyện gì đó trong nhóm cùng yêu thương đó, nhóm hoa hồng, thì mọi người có đang bức xúc cái gì đó em cũng không nhớ. Tại vì trong đời không có nạp những cái nội dung tiêu cực, em chỉ tập trung vào làm sao giữ cái năng lượng tích cực cho đại gia đình có được cái năng lượng vui vẻ, có sự hứng khởi để xách ba lô lên và đi. Em chỉ quan tâm tới đó, còn những cái mà không thỏa cái điều đó em gạt ra liền. Cho nên là lúc đó là mọi người có bực mình chuyện gì trong nhóm, thực sự trong đầu em không có nạp vô nên em không nhớ. Là em lúc mà em xuống like xong đúng là em có vô em xóa mấy cái nội dung đó và em nói sao trong thời gian này, tại vì song song là vừa đây là các cô đã rất là chán, các cô đã rất là chán, rất là ức chế, rất là bực mình vì những cái điều như vậy nó đang phủ khắp hết trơn. Các cô rất là bực mình cho nên cô hồi vậy á. Rồi nhìn vô đây thì mọi người cũng trong nhóm cũng đang là bực mình một cái gì đó, mọi người đang xả ra trong đó. Rồi thêm nữa một cái nữa, thêm một cái nữa là hôm qua quý vị biết là em đang triển khai một cái đợt làm sao quý vị lấp đầy khu nhà trệt. Em triển khai lấp đầy khu nhà trệt thì trước tiên em phải hỏi ý mọi người trong nhóm. Em có cái nhóm anh Tàu Em và Bé Sau. Cái này là em đơn thuần em chỉ thuật lại câu chuyện nha, chứ không có hề có ý gì gì, gì hết trơn nha mấy cô nha. Đầu tiên là em phải hỏi ý mọi người ở trong nhóm, tại vì những cô chú anh chị có mua vé sau là có mặt ở trong nhóm, có add vô trong cái nhóm vé đó rồi. Em hỏi ý mọi người là em muốn dời từ cái khu nhà trệt đó, ở khu nhà lầu đó, cái giá triệu ba đó quý vị. Không cần phải bù tiền cho các cô, không cần phải bù tiền đúng không, em dời xuống cái hai hàng cuối hoặc là ba hàng cuối của cái giá triệu tư, tại vì em có tiền của cô tài trợ, cô muốn là sao lấp đầy ở dưới. Và để bình chọn thì bình chọn mọi người đồng ý, và cái ý mà dời xuống á, cũng là từ trong nhóm mọi người đề xuất nữa. Rồi em mấy là sao mới lên phương án triển khai. Em sẽ là sao? À trên lầu đang lấy là 17 vé ở trên lầu rồi. Bây giờ nếu mà chuyển xuống thì sẽ bù mỗi vé 100 ngàn, tại trừ triệu 3 xuống triệu, lên triệu 4 đó quý vị. Là coi như tốn 1 triệu 4 để bù. Em mấy là trình bày với anh Ít Quang Ngọc là tụi em muốn cần như vậy vậy, vậy đó, để vậy vậy đó. Anh Quang Ngọc ok không, có duyệt được không, thì anh Quang Ngọc ảnh coi xong rồi ảnh nói được nó không, rồi cái là em mới cập nhật lại cái sơ đồ vé rồi em gửi vào trong nhóm và em chuyển bù cái phần chênh lệch từ giá triệu ba lên 1 triệu 4. Rồi em mới báo vào trong nhóm là đã triển khai. Cái lúc đó mấy cô mấy bạn lui nói xuống dưới sợ ngồi coi không rõ, bạn lên ở trên này cho nên không biết xuống không. Là quý vị nghĩ coi, em đang ngồi live đây với quý vị
Đúng là cái đó là chuyện ở phút 45, tầm đó đó quý vị. Ở tầm phút 45 đồng thời xảy ra ba chuyện. Thứ nhất là bị trả vé. Thứ hai là trong bị trả vé gì, coi như là em đoán chừng luôn đó, tại vì em nhìn cái tình huống em biết, đúng không, em biết trả vé gì, cái vấn đề là tụt mốt rồi, trong nhóm thì đang là bức xúc rồi á, bên nhóm vé thì thôi giờ không xuống. Nó hả, hỏi gì em, hỏi cái gì giờ ba chuyện cùng lúc vậy. Nó xảy đến thì giờ làm sao em ngồi em tám với quý vị tiếp được, dù là em còn đang tính là khoe lì xì của nhóm chị Violet nữa, mà nói giờ tự nhiên ba chuyện một lúc như vậy, rồi tâm lý đâu mà, tại vì em là em đâu có nói chuyện cho qua lo cho xong quý vị, em lúc nào cũng phải có tâm lý với quý vị, cũng phải có cái từ ở trong lòng của mình á, nó có như vậy thì mình mới ra được. Còn mà có cái gì đó nó bây giờ chuyện số 1 rồi chuyện số 2 rồi chuyện số 3 rồi làm sao bây giờ. Đúng không quý vị? Cho nên á là à, mới nói thôi để em xuống em xử lý công chuyện chứ cái liên quan cái nội dung trước đó thì em cũng đã nói xong rồi, còn giờ chủ yếu là ngồi tám với cả nhà thôi, đúng không chứ. Rồi đã vậy nữa, đã vậy nữa. Đã vậy nữa là thêm cái chuyện thứ tư nữa là có một cái hai cô gì đó là nói cho chị ở tèo ơi là nâng cấp vé không có bù tiền phải không, cho chị nâng cấp mấy vé nha. Cái em nói dạ đúng rồi, tại tại vì đang ngữ cảnh á là em là đang triển khai là coi như 17 vé đúng không, từ ở trên lầu đi xuống đằng cho là mình gom đội hình mình với cho nó đầy lên đó quý vị, rồi cái gì cái thì tính sau. Cho nên nó là chỉ nhắn là em thấy là cái này cũng dạ, nhưng mà em coi kỹ lại có cái này là tin nhắn cá nhân của ngoài chứ không phải tin nhắn trong nhóm vé, cho nên em nhìn kỹ lại là chỉ muốn đổi là lên vé VIP lên vé đỏ chứ không phải là từ cái vé 1,3 triệu lên 1,4 triệu đó. Rồi cái nói ủa cái này không phải là coi như là cùng lúc á là nó tới 4 chuyện 5 chuyện là nó phân tâm vô trong đầu em không không có mất tập trung khi mà ngồi trên live để nói chuyện với quý vị. Mà chủ yếu là cái chuyện mà bị hồi vé làm em bị phân tâm, em phải xử lý cái chỗ đó, em phải là coi coi đó là cái gì đúng không cụ thể để mà xử lý cái chỗ đó. Thì em mới xuống live, thì đầu tiên cái việc em làm là em dọn dẹp trong nhóm, nói các cô ơi là trong thời gian này mình nuôi cái năng lượng tích cực để đừng có ảnh hưởng tâm lý mọi người đi sau, tại vì mọi người cũng đồng ý với em là mình bỏ tiền ra mua vé đi sau là để mua niềm vui chứ không phải đi mua bực mình. Quý vị đồng em ý em câu này, quý vị thả số 1 với em. Mình phải hiểu cái này thì mình mới chạm vào được cảm xúc của đại gia đình khi xuống tiền mua một cái tấm vé, khăn gói đường xá xa xôi để đi đến sau với con trai. Đúng không quý vị? Mình ủng hộ con nhưng mà sao quý vị, bản thân mình cũng là người trần mắt thịt, mình cũng có cảm xúc đúng không, mình cũng phải có những cái thụ hưởng nhất định từ cái chuyến đi đó. Đó là cái năng lượng yêu thương mình phải cảm nhận được, chứ không phải đi đến đó để mà nhìn những cái ánh mắt hình viên đạn, đi đến đó để coi là người ta đấu đá nhau như thế nào, đi đến đó để coi người ta phe phái, người ta bày đàn với nhau thế nào. Tại gia đình đó có nhu cầu đó, thương con thì thương con nhiều cách, thương con nhiều đường, ở nhà cũng thương con được vậy, đúng không quý vị? Gửi cho con cái lì xì, nghe bài hát của con trong kênh của con, khi mà con có các cái hoạt động này nọ mình dõi theo mình ủng hộ, hoặc là ai nói cái gì không đúng với con mình cãi, nhiều cách nhiều đường để ủng hộ con, chứ không phải là chọn lựa duy nhất là mua vé đi sau. Cái này thẳng thắn là như vậy, đúng không quý vị? Mua vé đi sau là một trong những cách để ủng hộ con, chứ không phải là cách duy nhất để ủng hộ con. Cái hành trình đi sau đó đâu phải ai đi cũng được quý vị. Mình phải sao quý vị? Phải có thời gian, phải có tiền bạc, phải có sức khỏe và phải có tâm lý
để đi nữa. Giống như em ngồi em like với quý vị, em ngồi nói dốc với quý vị thôi, mà không có tâm lý em cũng đâu có nói với quý vị được quý vị. Em phải có tâm lý, đúng không? Em mới tập trung, em nói với mọi người thì em mới cảm nhận được. Mặc dù là em không đọc kịp từng cái tin nhắn của quý vị, nhưng mà sao em cảm nhận được cái năng lượng của mọi người đang như thế nào. Làm phải có sự tập trung với mọi người. Vậy cả sao? Phải có cái sự vui vẻ, vậy phải có cái sự tình cảm mình gửi gắm vào trên cái đường like đây, thì mình mới chạm vào được cảm xúc của mọi người, và mình sao, mình mới nói ra được cái tiếng lòng của mọi người ở đây. Khi mà em bị tuột cảm xúc, em bị phân tán cảm xúc, em bị mất cảm xúc thì không cách gì em nói với quý vị được. Nên nhiều khi quý vị thấy có những cái hôm mà em cố gắng em ngồi em like, quý vị coi quý vị sẽ cảm giác rất là ức chế luôn. Quý vị ức chế like với em tại vì quý vị quen với cái cách trên cái đường like của em. Em không phải là lên đây nói chuyện cho có, vô thưởng vô phạt, mà có đặt để cái tình cảm của mình vào trong từng câu nói. Cho nên hôm nào mà tâm lý em mất tập trung, cảm xúc em bất an, bất ổn, mọi người coi like em, mọi người ức chế lắm, áp lực dữ lắm. Đồng ý với em thả số 1 điều này luôn. Chứ không phải là lên nói chuyện cho có, cũng không phải là nói giống như đọc bản tin, mà có một cái sự kết nối vô hình giữa em với quý vị. Cho nên là nhiều khi em nói như vậy đó, nhưng mà cái lời em nói kiểu khác đó, như cái ý trong đầu của em kiểu khác, quý vị vẫn chạm được vào cái ý của em. Mà bữa nào tâm lý em bất ổn, cái cảm xúc em nó bất an, em cũng cố gắng cùng với quý vị, em ngồi em nói cũng cố gắng tỏ ra như bình thường, nhưng quý vị sẽ rất là ức chế. Tại vì quý vị cảm nhận được cái năng lượng ở trong em quý vị nó đang bất thường. Quý vị cảm nhận được là sao tèo nó nói vậy, nhưng mà nó có đang một cái vấn đề gì đó không yên. Cho nên quý vị cũng bất an theo em luôn. Thì thành ra là bản thân quý vị cũng vậy, cũng cần phải có tâm lý, cũng cần phải có cái năng lượng mới thúc đẩy được mình đi được cái hành trình đó. Sức khỏe, đúng không quý vị? Sức khỏe nó là một trong những cái nó hạn chế mình. Nhưng mà cái tâm lý của mình đó quý vị, nó ổn quý vị, nó là cái sức mạnh tinh thần, nó sẽ kéo mình đi. Tại sao? Bình thường đi ra nắng thôi, về là nhức đầu. Bình thường đi nửa đêm, sương xuống thôi quý vị, hoặc là mắc cơn mưa nhỏ thôi là về đã cảm. Mà đội mưa với con mấy tiếng đồng hồ không sao hết quý vị. Em hỏi quý vị là tại sao? Mà về vui lắm quý vị. Mắc mưa mấy tiếng đồng hồ, đứng mấy tiếng đồng hồ, đứng từ trưa đến khuya quý vị. Đứng từ trưa đến khuya, mắc mưa lội nước mấy tiếng đồng hồ, về khỏe trân hả quý vị? Không sao hết trơn. Bình thường á, đi ra đội nắng cái nhức đầu, đội mưa cái quý vị về cảm. Đó là cái năng lượng tinh thần nữa quý vị. Cái sức mạnh bên trong á, nó khủng khiếp thôi. Khi mà có được cái năng lượng đó, khi có được cái tinh thần đó, khi có được cái sức mạnh tinh thần đó, là đi không có mệt và không có ngại đường xá xa xôi. Còn đi mà bực mình mà thấy tới nơi đó, nó sẽ là cái năng lượng đó, cái kiểu đó là vô thế bất mệt. Nó thẳng vậy, đúng không quý vị? Thì thành ra là cái năng lượng tích cực càng đến sau phải càng tập trung giữ cái năng lượng đó. Bình thường tại vì con người mà quý vị sẽ có hỷ nộ ái ố, sẽ có lúc bực mình, sẽ có lúc, nhưng mà sao quý vị, tới cái thời gian mà tập trung ủng hộ sau á, là tuyệt đối phải giữ cho năng lượng tích cực, năng lượng vui vẻ. Cái sự phấn chấn đó nó mới là cái sức mạnh giúp cho mình vượt được mấy trăm, thậm chí cả ngàn cây số để đến với con. Thương con, ai cũng thương con hết, nhưng ai cũng là người phàm thôi quý vị. Cái tình cảm đối với con lớn, tuy nhiên những cái thứ dơ giấy,
nó vây quanh con nhiều quá, nó sẽ bán mùi, nó sẽ áp mùi, ảnh hưởng tới con luôn. Đúng không quý vị? Cho nên phải giữ cho mọi thứ nó sạch sẽ. Những thứ không sạch sẽ không được dính tới con, không được lôi nhôi ảnh hưởng đến con trong cái khoảng thời gian mà mọi người cần sắp xếp để đến với con. Phải giữ mọi thứ sạch sẽ, phải giữ mọi thứ thơm tho, phải giữ cho mọi thứ tích cực, vui vẻ, để cho mọi người đủ năng lượng, đủ sức mạnh tinh thần, đúng không? Đủ năng lượng, đủ cái gì quý vị? Đúng rồi, năng lượng, đúng rồi, để đến với con. Và đó cũng là lý do quý vị thấy em nhịn hết. Trong thời gian này quý vị thấy em nhịn hết, chỉ tập trung lo cho sâu thôi. Chứ em nói với quý vị, thời gian này em bị thiếu ngủ, bệnh cũng sẽ là lâu hết. Tại vì sao? Stress chứ sao không stress quý vị. Thứ hai nữa quý vị, em ngủ em bị gặp ác mộng hoài. Thời gian này em ngủ em gặp ác mộng. Em thấy lại cái sự kiện 1 tháng 10 ở Hòa Bình. Em bị một bầy đàn nó bao vây, nó bố ráp, nó định hốt em. Nhưng em thoát được nhờ có các cô che chở cho em. Tính ra cũng không phải là một cơn ác mộng hoàn toàn. Tại vì sao quý vị? Em thoát khỏi được cái cơn ác mộng đó. Rồi quý vị thấy cơn ác mộng đó nó đã lặp lại nữa quý vị. Em cũng bị một bầy một đàn nó bao vây, nó bố ráp em, trong khi em đang tập trung em làm thôi quý vị. Em tập trung em lo cho sau, em tập trung em chuẩn bị cho sau, đúng không? Lên phương án chuẩn bị đi lo áo này kia gì đó cho mọi người, sao cho nó đẹp, cho nó vui, đúng không? Rồi chuẩn bị vé như thế nào, chuẩn bị gửi sách cho mọi người như thế nào, các kiểu này nọ gì. Em chỉ tập trung em lo cho cả nhà thôi, cho hoạt động để mọi người sao nuôi dưỡng cái cảm xúc vui vẻ để đến với bé Cường. Khi mà người ta đang coi như là tập trung để làm sao tranh thủ cái cơ hội này để tiêu diệt, phải hạ bệ để sao để triệt tiêu thằng Tèo, thì em cấm đầu em lo em làm quý vị. Mà quý vị thấy nó bao dây, thấy ghê quá quý vị. Không khác gì ở Hòa Bình quý vị. Mà may quá, em cứ lo em tập trung em làm. Em đâu có biết chuyện gì đâu quý vị. Chuyện gì xảy ra em cũng không biết hết trơn quý vị. Mà được các cô che chở, rất là mừng luôn quý vị. Cho nên cơn ác mộng của em nó không có đến độ kinh hoàng. Mặc dù cơn ác mộng đó nó lặp lại quý vị, cho nên nó ngủ em cũng bị phản phất, cứ là mơ mơ hồ hồ quý vị. Cứ cái gì vậy, cứ làm cái gì mà bao dây, thấy ghê quá luôn. Mà cũng may quá, em vô tri quý vị. Em lo em tập trung, em lo chuyện chánh, em lo chuyện em cần phải lo thôi. Còn ai đúng không, cứ mà uốn éo câu từ, bóp méo cái câu chuyện để mà sao cố gắng dẫn dắt mọi người đi theo cái hướng nào đó. Ví dụ như trước khi lên live em cũng có thấy quý vị chụp màn hình bình luận của không nhắc tên, giải thích rằng là tại sao anh Quang Ngọc lại lên nói cái đó này kia. Nói là tại vì anh Tèo nói có giảm giá cho nên anh Quang Ngọc phải lên giải thích. Tèo chưa bao giờ nói chuyện giảm giá, đúng không quý vị? Nhắc tới Tèo thì phải nhắc cho chính xác, còn không thôi đừng nhắc. Em chưa bao giờ em nói chuyện giảm giá. Và quý vị nhớ, em chỉ nói là sao, em cài đủ doanh số, có nhận được hoa hồng, cái tiền đó là của em. Em đã nhấn mạnh rất kỹ ở trên đường live, quý vị nhớ không? Không có ai mà hiểu sai đi được thành là có giảm giá để phải đi giải thích hết trơn. Tại vì em nói rất rõ quý vị, em cài đủ doanh số 100 vé, em được hưởng hoa hồng 10%, tiền đó của em. Em nhấn mạnh rất là rõ trên live.
Và quý vị cũng có cắt cái đoạn like đó quý vị đăng trên nhóm. Nhưng cái tiền đó em không dùng để đi ăn cơm gà xới mỡ cho đã cái miệng em. Em dùng đó để làm cái món quà tặng lại cho những người mà em yêu quý. Đúng không quý vị, nhớ kỹ không? Em nói rất là chính xác cái nội dung, cái nội dung kiểu như vậy. Chứ không hề nói là mua vé đi em có giảm giá này nọ gì gì. Không hề nói một cái chữ giảm giá nào để rằng là phải có giải thích này cái gì. Cái chuyện đó đã xảy ra rồi, đúng không? Em không muốn bàn, nhưng mà khi nói phải nói cho chính xác. Còn không thôi, im. Tại vì sao? Những người nào mà nói giảm giá hãy kiếm cái người đó mà nói, đừng có nói là tèo em nói giảm giá cho nên người này người kia phải lên giải thích. Tèo em không có nói chữ giảm giá, đúng không quý vị? Cho nên khi mà nhắc chữ tèo em thì phải nhắc cho đúng, còn không thì thôi, tránh ra. Phải nói và nói đó hoàn toàn không có chuyện giảm giá này đâu. Cứ đi diễn giải hoặc là đi sao đi bóp méo đầu này rồi xong cần sao phải réo anh Quang Ngọc lên, phải phải nói, phải giải thích cái điều không có tồn tại. Tại vì tại em đâu có nói chuyện giảm giá. Là đi với anh Quang Ngọc để là sao, hoặc là mồi cho anh Quang Ngọc nói. Anh đó em không biết, tại em không thực sự tới giờ này em cũng không có coi cái đoạn video đó. Nhưng mà sao em biết cái sự thật đó là cái gì, cho nên em không có dính líu gì tới chuyện đó, cũng không có coi, cũng không có bàn gì hết. Tại vì sao? Em tập trung em làm. Mà người ta cứ bóp méo nhiều thứ quá. Và sao? Liên kết thấy ghê quá, bao dây thấy ghê quá. Không khác gì hồi 1 tháng 10 Hòa Bình. Rồi bố ráp em cũng hên. Em có các cô, đúng không? Có đại gia đình chống đỡ cho em. Còn em cứ vô tri em lo, em tập trung em làm chuyện của em. Cũng rất là an ủi cái điều như vậy quý vị. Em hỏi quý vị nè. Em đồng hành cùng với đại gia đình. Được có được. Mất có mất. Được sự yêu thương của các cô chú anh chị rất nhiều. Được sự tin tưởng. Cái cảm giác được tin tưởng nó cũng là một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Em cũng thẳng thắn em nói. Để nói được. Tiền. Có được tiền. Tiền từ YouTube. Có. Tiền từ bán hàng. Có. Và tôn chỉ của em rõ ràng là không có kiếm tiền từ Hồ Văn Cường. Cũng như là từ cái hoạt động mà liên quan tới xanh đột chuối. Hai cái đó là em tuyệt đối không. Với bất cứ cái danh nghĩa nào, cái hình thức nào, chỉ có cho vô thêm thôi. Thì em không biết là trên cái hành trình mà em đi theo cái đó, cái nào kiếm tiền là kiếm tiền. YouTube kiếm tiền, em bật kiếm tiền bình thường. Bán hàng phải có lời, đúng không quý vị? Em bán hàng bình thường. Các cô chú anh chị tra giá cái món này món kia, so sánh giá cái một chứ có gì khó đâu quý vị. Thời buổi giờ internet mà quý vị, các cô, các chú, các anh, các chị so giá cái một à. Nhưng mà vẫn ủng hộ em à, mua hàng ủng hộ. Đặng chấn có đồng lời coi như là ủng hộ vậy đó. Giống như donate vậy đó quý vị. Nhà bạn cơ mình cũng có món hàng à, bán có món mắc, có món rẻ hơn. Trời ơi, so giá làm sao không biết so quý vị, đúng không? Không có chuyện mà các cô chú anh chị không biết giá cho nên mới mua lầm ở chỗ tèo. Không có. Nói thẳng vậy, bán phải có lời, ủng hộ. Thay vì donate gửi tiền cho nó như kỳ, giống như tèo đi xin tiền thì thôi, mua hàng ủng hộ, bán mắc bán rẻ gì thực kệ đi, mua ủng hộ, xài gì có hiệu quả, đừng bán đồ giả đồ dởm, về hư banh mặt, ăn và bị Tào Tháo rượt là được rồi, đúng không quý vị? Nói thẳng với nhau vậy luôn, quý vị đồng ý em thả số 1 quý vị. Em nói cái này là làm sao không biết chuyện đó quý vị, đúng không? Không có chuyện quý vị mua lầm chỗ em, bán mắc bán rẻ thì không bao giờ có chuyện quý vị mua lầm chỗ em, biết hết chứ sao không biết được. Là tại ủng hộ, bán phải có lời, lợi ích lợi nhiều này coi gì, bán phải có lời, coi như đó tiền donate cho tèo, ủng hộ tèo. Nhưng mà cái sao em kiếm được tiền từ cái đó, em không kiếm từ chỗ khác quý vị. Em kiếm được tiền từ kênh, quý vị coi, quý vị ủng hộ kênh gì nọ gì đó, em kiếm được tiền từ đó, em kiếm tiền từ đó, em không kiếm tiền từ chỗ khác.
em bán hàng em kiếm được tiền. Em có tiền để em đi sau, em có tiền để em mua vé máy bay, em có tiền hư đồ này em mua đồ khác, có đồ mới em mua đồ mới. Phụ kiện để đi live đi sau này nọ gì gì đâu vậy, em có thích cái gì em mua đó được hết trơn. Tại vì có quý vị ủng hộ em, mua đồ ủng hộ em. Quan trọng là em có tiền chỗ này, em sẽ không kiếm tiền chỗ khác. Cái chỗ khác em không bao giờ đụng vào, không có kiếm tiền chỗ khác. Những cái hoạt động mà để ủng hộ Hồ Văn Cường, đúng không? Tuyệt đối cả bản thân em hoặc là những cô chú anh chị đồng hành với em đều có thể kiểm chứng với em đó. Tuyệt đối không kiếm tiền với bất cứ hình thức nào từ những cái hoạt động khác. Em có chỗ để kiếm tiền rồi. Chứ em không phải là thánh, em không chê tiền. Nếu mà vậy em không phải thánh, em không chê tiền. Mặc dù là sao em có tiền, nhưng mà sao mình vẫn phải sự hợp lý. Chỗ nào kiếm tiền là kiếm tiền, chỗ nào mình làm để cống hiến là cống hiến. Nó riêng biệt ra, rõ ràng, nguyên tắc cứng nhắc đàng hoàng như vậy. Đó là nguyên tắc của em. Thành ra cái cách của em nhiều khi em không biết là có vô tình đụng tới cái cách khác của cái người khác hay không, mà sao bố ráp quá. Thực sự cái này không phải là em đang muốn làm ảnh hưởng tới hình ảnh hay là cái gì, em mà không biết là từ đâu em bị tấn công thấy ghê quá. Không biết là có vô tình. Cái đó là hoàn toàn không biết thiệt. Em chỉ là sao, cái chỗ này là chỗ kiếm tiền, là em kiếm tiền, đúng không? Chỗ này là cái chỗ để làm cống hiến, là cống hiến, bỏ thêm tiền vô luôn. Và sao quý vị, có những sau là em bị lỗ mà. Có những sau là coi như ví dụ như nói nha, giờ em nói xin lỗi nha, nói xin lỗi không có hề là muốn đụng chạm. Ví dụ như sau hôm 15 tháng 9 là có trường hợp đến đưa cho em cái số thứ tự, nhưng mà trong danh sách của em đó quý vị là không có số thứ tự đó. Tức là không phải là cái số tự đó là giả, nhưng mà sao quý vị, có thể là cụ thể cái người đó đã sao, đã quỷ vé với em rồi, đã cancel vé em. Nhưng mà cái sao quý vị, cái số thứ tự em đã gửi đó, nó vẫn còn. Rồi tới đòi vé em, ở thời điểm đó em vẫn phải giải quyết cho vô, chứ giờ không có tri cứu nổi. Mà nó để về kiểm tra, nhưng mà về cũng không, lưu vô công chuyện không có kiểm tra nổi. Coi như cái phần đó là có thể đúng và có thể sai, và có khả năng là em đã bị mất cái tiền vé đó. Tại vì sao, mỗi thứ em có sổ số sách và em có đối ứng trên dữ liệu tự động hết rồi. Cái nào mà là tiếp sức là em mới sao, em mới cấn cái khoản chênh lệch đó quý vị vào cái con số tiếp sức. Cái nào là cô chú anh chị tiếp sức bỏ vô thì em sao, em có cái ô đó quý vị, cái nội dung này là cái giá trị tiếp sức thì em sẽ cộng vô con số tổng. Thành ra là cái giá đó là cuối cùng là em phải chịu, chứ đâu phải là từ lấy tiếp sức mà bù vô được quý vị. Nhưng mà sao, mình chấp nhận luôn. Hoặc là ví dụ như là liên quan tới cái chuyện mà mình ủng hộ lũ lụt từ thiện này nè rồi quý vị, tới sau đưa đúng không? Hoặc là tới để đến remote đặt hàng. Rồi giờ ai có đặt hàng hay không em cũng đâu có biết quý vị. Các cô chú chỉ tự nhắc với em, chứ là em ứng rồi coi như xong. Tại vì sao quý vị, em có tiền em kiếm tiền được chỗ khác. Thì cái này ví dụ như làm từ thiện coi như là có gửi lời em thì em tính giống như là có trả lời, còn không có thì coi như của em làm, không sao hết. Tại vì cái phần này, đúng không, là phần mình cống hiến, mình vun đắp, mình cống hiến. Cho nên là có thiệt, có lỗ, lỗ ở chừng mực chịu đựng được, đúng không quý vị, không sao hết. Tại vì bình thường có những sao cũng phải bỏ vô thêm, để làm chi, trừ hao phần mình làm lộn, làm sai sổ sách. Cho nên phải bỏ vô thêm chút, cho là có làm lộn, làm sai gì đó thì là đắp vô luôn rồi, không có được kiếm cái gì thử đó. Đó là nguyên tắc của em. Chỗ nào kiếm tiền là kiếm tiền, chỗ nào để cống hiến là cống hiến. Nhưng mà nước trong quá không có cá hay sao, đúng không quý chị?
mà đụng chạm hay sao, mà cái gì đâu mà ngày đêm sáng tối cứ cạm hoài vậy? Ở thời gian đó để đi vun đắp cho Cường ý nghĩa không, chứ thời gian làm gì đi cạp hoài vậy? Em đâu có hất đổ chén cơm của ai đâu mà thù em quá vậy, ngày đêm sáng trưa chiều tối núp dưới những cái nít đúng không, mà chỉ là làm cái chuyện tấn công em không, để làm cái gì vậy? Hoặc là sáng trưa chiều tối cứ lên live chửi em không, để làm cái gì? Em thật sự em cũng không có hình dung ra được, em chỉ nghĩ là đơn giản là người ta kiếm tiền từ cái chuyện là chửi em thôi, chứ em cũng không hình dung là em có là lỡ hất đổ chén cơm của ai không, em không biết. Thôi không ấy gì, có gì mình thẳng thắn nói với nhau đi để cho nó kết thúc câu chuyện. Chứ mà cái sự đụng chạm hoặc là cái sự tiêu cực, cái sự mà tấn công đối với em càng lúc càng nặng đô, càng lúc càng khủng khiếp và càng lúc càng bài bản. Đánh không đánh vô em đâu vậy, đánh vô sâu không à. Đánh vô sâu vậy là coi như là mày làm những cái gì thì tao phá cái đó. Mà em làm cho biết cường mà đi phá cái đó, thành ra phá biết cường rồi quý vị. Đúng không quý vị? Thôi có gì thẳng thắn nói đi. Chứ mà có giống như là ngày nào mà nó còn làm thì tao còn đói, tao còn không kiếm ăn được hay là sao đó, không đó em không biết cái gì. Tại vì ví dụ như trái quan điểm thì không cùng quan điểm thì mạnh ai nấy làm đúng không quý vị, mạnh ai nấy đi. Nếu chỉ đơn thuần là trái quan điểm, chỉ có mất miếng ăn mấy là phải là sống còn đến cùng như vậy, dai dẳng như vậy, thậm chí là sau trận bố ráp rồi thì giờ quay ngược trở lại, nó không án giờ tèo mày rút lui 6 tháng đi, mày đừng có hỗ trợ gì cho đại gia đình xin ruột chuối gì hết trơn, mày đừng có làm gì hết trơn, mày rút lui 6 tháng đi coi có làm sao. À, giờ tao tấn công bày đàn khủng khiếp vậy đó để cho mày hy vọng mày nản mày rút lui, mà mày không rút ở hơn giờ không ấy là mày tự mày rút đi để coi coi sao 6 tháng mà biến mất mày khỏi cái showbiz này á thì có ảnh hưởng cái gì không. Đúng ngộ quá, tự nhiên tấn công để cho em nản em buông em bỏ quý vị, mà em không nản em không buông em không sao hết trơn quý vị. Cái nó không ấy giờ tại mày biến mất 6 tháng đi, để coi coi làm sao, có cái ảnh hưởng gì không, coi cây me có rụng lá con bò có rụng cái lông nào không quý vị. Em không có hiểu, ủa vậy cuối cùng là cái gì quý vị, rồi thậm chí là đưa ra cả cái một cái gọi là cái gì quý vị, giống như là một cái kịch bản để phong sát tèo á, là bây giờ thể lên kế hoạch để coi như là phong sát tèo, vé mua rồi là miễn trả, tiền bầu sâu nắm chắc trong tay rồi, thì mình ra thêm quy định là sau 30 phút check in mà vé không tới thì là không được giữ chỗ. Vì mình sẽ viện ra lý do là vì nghi ngờ là âm mưu phá show, làm cho show không có người xem, ảnh hưởng đến hình ảnh thanh danh của bầu show và nghệ sĩ. Rồi giờ check in á, là trước giờ biểu diễn là 2 tiếng, không tới ghế đó được mở bán cho người khác. Lần sau thì khẳng định luôn không bán vé cho tèo nữa, phong sát tèo toàn bộ sân khấu lớn nhỏ của toàn showbiz. Giải quyết vấn đề quá đơn giản, tôi mong vậy, tèo bị phong sát toàn bộ sân khấu lớn nhỏ quá đi. Rồi vậy rồi em có bị thiệt cái gì không quý vị? Rồi vậy rồi em có bị mất gì không? Em đâu có kiếm tiền từ cái vé. Em đâu có kiếm tiền từ chuyện bán vé này. Thậm chí là em còn bù lỗ vô đây mà. Em đỡ tốn công, em đỡ tốn của, chứ có làm gì được em đâu mà giờ là phải lên là sao? Bầu show phải lên coi như là lên cái phương án là phong sát tèo, đúng không? Ra quy định luôn các cái sau nào mà có tèo mà bán vé đó là mua rồi miễn trả, tiền bao số cầm chắc trong tay rồi, ra quy định sau 30 phút check in là vé mà không tới là không tính. Vì lý do là nghi ngờ âm mưu phá sau, làm cho sau không có người xem, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thanh danh của ca sĩ, cho nên vé đó là được quyền đem bán lại. Vé là không được trả nha, mà sau 30 phút check in nữa quý vị. Là check in là tại vì thường thường là check in trước giờ sau là khoảng 1 tiếng đó quý vị, mà từ thời điểm check in đó mà trong vòng 30 phút không check in là coi như vé đó là bị vô giá trị và không hoàn tiền nha quý vị nha, thấy ghê lắm quý vị. Rồi coi như không tới là ghế đó không được mà
tính rồi mở bán cho người khác. Rồi lần sau thì không ra bán vé cho Tèo nữa và phong sát Tèo trong toàn bộ sân khấu lớn nhỏ trong showbiz. Cách giải quyết vấn đề chỗ Tèo quá đơn giản. Nào tôi mong Tèo bị phong sát toàn bộ sân khấu lớn nhỏ. Nghe không vậy ha? Ủa rồi em đâu có bị mất gì đâu quý vị. Tại em đâu có kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm cái gì từ cái này. Em chỉ mất tiền, mất bạc, mất công, mất sức, mất thời gian từ cái này thôi. Em còn khỏe nữa quý vị. Đúng không quý vị ha? Ủa cái gì dữ vậy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy đúng không quý vị? Tuy nhiên những cái đó nó cũng chỉ là những thứ bẩn thỉu, rùi mũi, dơ giấy trên cái hành trình mà mình phải đi tới thôi. Giống như cô Quanh nói, mình không thể nào dừng lại, mình vả từng cái con cờ hó đang sủa trên đường được. Mình chỉ có thể sao tập trung đi về phía trước.